Tên gọi dân gian của Tích là gì? Với tôi. Bước tiếp. Tên của một loại trà thuộc nhóm thanh trà và có nghĩa là rồng đen. Trà ô long. Đúng. Tiếp. Huấn luyện viên Park Hang-seo khi còn là cầu thủ từng chơi ở vị trí nào? Tiền đạo. Sai, là tiền vệ. Bạn là phái nam có sức khỏe tốt, đạt tiêu chuẩn hiến máu thì có thể tham gia hiến máu một năm mấy lần? 4 lần ạ. Đúng. Lượng. Ơi, đi bơi bị chuột rút, còn ở trên cạn có bị chuột rút không? Có. Đúng. Anh em. Câu hỏi IQ về logic toán, số nào trong dãy khác loại với những số còn lại 1, 2, 6, 10, 20? 1. Đúng. Tiếp. Lượng. Sông Sài Gòn là phụ lưu của con sông nào? Bộ quá. Một bộ. Hết giờ. Cái này chắc là 2 phút rồi. Ôi, Nam em, em rất may mắn nha. Ây chưa, tiếp đi. Hai chị em đồng lòng. Vừa rồi chúng ta đã trải qua gói thời gian là 1 phút 45 giây. Mất trắng rồi. Bạn Lượng nè, dạ, điểm mất... số đã lên được 3.500 điểm. Nhưng mà bởi vì đồng hồ thời gian nó dừng lại nghe em. Mà người gọi tên em là ai? Nam chị em. Nguyễn Thị Nam Em. Thì đừng có gọi tôi nữa. Tất cả mọi người đừng có gọi tôi để cho tôi đứng đây tôi hưởng sói đi. Cho nên là 3.500 điểm của Lượng sẽ chuyển sang cho Nam Em. Em cảm ơn. Em cảm ơn em nè. Ủa chứ không phải anh Lượng đi về luôn hả? Chắc chắn là sẽ phải chia tay chúng ta ngay bây giờ thôi. Ủa, em đi nào? Các bạn cũng đã thấy cái áp lực thời gian như thế nào đúng không? Sao Nam có em? Có em hồi hộp tại khúc đó em biết gần chót rồi đó. Ừ. Mà em không nhớ anh này. Không nhớ tên. Không nhớ tên. Em mới tiếp. Em lúc đấy chị bảo hên quá, ông vừa vô cái bản tên như em coi vô mày. Lượng, phải chiều nãy mẹ em đừng có quay qua. Tặng em quay như đây nếp xong nếp một cái đi. Thì Lam em nhìn không ra cái tên của em rồi. Người ta đang không nhớ tên rồi, đang hên rồi. Cái này lẽ cho chị nhìn anh này rồi. Ý trời, sao ai cũng lãng quên anh Thành. Không ai gọi Thành cả. Làm như cái chữ Thành khó nhớ hay sao không ai gọi đâu vậy? Cái chữ anh chứ em dễ nhớ nè. Chữ anh em dễ nhớ mới sao kêu quay. Và như vậy là chúng ta sẽ phải chia tay Lượng tại đây. Em sẽ ra về với một chiếc điện thoại thông minh là phần quà của chương trình nha. Vẫy tay chào bạn ấy nào. Tạm biệt em. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với lượt thi đấu thứ hai. Hiện nay bạn Quyền đang có 3.000 điểm, Nam Anh 1.500 điểm, Nam Em cao nhất ở đây 4.000 điểm. Và chưa có điểm là Văn Thành, cho nên em sẽ là người bấm chọn đồng hồ bây giờ nha. Yeah. Mời em. Đồng hồ số 2. Câu hỏi dành cho Thành bắt đầu. Quần đảo Hòn Khoai thuộc tỉnh nào nước ta? Cà Mau. Đúng. Tiếp. Trên bản đồ định vị theo hướng Bắc, vĩ tuyến là đường nằm dọc hay nằm ngang? Nằm ngang. Đúng. Tiếp. Sữa ông chúa được tạo ra từ con ông chúa, đúng hay sai? Đúng. Là sai nha. Acid acetin salicylic là tên gọi khác của loại thuốc giảm đau thông dụng nào đã được biết đến hơn 100 năm nay? Aspirin. Đúng. Quyền. Máy điều hòa, đèn điện, ắc quy, thiết bị nào là nguồn điện? Ắc quy. Đúng. Anh. Sân bay Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trước đây có tên là gì? Mường Thanh. Đúng. Thanh. Chất caffeine có trong cà phê hay nước trà? Cả hai. Đúng. Anh. Chó Akita là một giống chó quý có nguồn gốc từ quốc gia nào? Không biết. Thành ngữ một đập ăn quan nhắc đến trò chơi dân gian nào? Ô ăn quan. Đúng. Quyến. Tuyến đường sắt đã ngưng sử dụng nào ở Việt Nam chạy bằng bánh răng cưa? Một quá. Những món ăn. À, bao nhiêu điểm? Ý, ba điểm. Trời ơi. Hai chị em nhà này. Chị ác em đi. Hai chị em nhà này bắt tay nhau tới đây là lấy tiền thưởng của chương trình nè. Một phút là gói thời gian mà chúng ta vừa mới trải qua. Nam Anh đã gọi tên Quyền. Giống như nãy Nam Em thì gọi ông đứng bên đây là bên cạnh. Rồi giờ Nam Anh gọi tên em là cũng đứng bên cạnh luôn. Làm như những cái người nào đứng bên cạnh hai chị em này đều phải ra về sớm hay sao đó. Hai chị em móc nối, ngoéo tai nhau đúng không? Nam Em, nói nghe coi, tới đây là tính là ăn thua đủ của chương trình, lấy hết tiền thưởng chương trình hay sao? Có đâu em, mục đích tới đây là mang tính chất giải trí thôi, đâu có biết tự nhiên hên dữ vậy. Không, còn em mặc bộ đồ đẹp, sợ trả lời sai quê thôi chứ em ráng trả lời chứ em đâu có dài. À, do mặc đồ đẹp, trả lời sai thì bị quê, đó, cho nên ráng. 3.500 điểm của Quyền sẽ chuyển sang cho Nam Anh. 6.000 điểm.
trời ơi, gần tôi luôn rồi. Và em sẽ nhận một phần quà của chương trình là một chiếc điện thoại thông minh nha. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với những cái phần thi tiếp theo của ba người chơi còn lại, hãy nghỉ với Lào ít phút nha. Chào đón quý vị đã quay trở lại với Đối Mặt Thời Gian, và đây là lượt thi đấu thứ 3. Còn lại ba người chơi ở đây là Nam Anh với 6.000 điểm, Nam Em 4.000 điểm và bạn Văn Thành với 3.500 điểm. Thành ơi, giờ còn một mình em đối đầu với hai chị em nhà này, em có run không? Dạ, rất là căng đấy ạ. Đó, nãy giờ em thấy hai chị em người ta móc nối với nhau, người ta loại hết tất cả những đối thủ xung quanh, người ta trừ người nhà người ta lại. Dạ vâng. Đúng không? Cho nên là giờ còn có mình em thôi. Cố gắng lên Thành nha. Dạ. Em sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ. Mời em. Đồng hồ số 4. Câu hỏi dành cho Thành bắt đầu. Núi Bà Rá nằm ở tỉnh nào nước ta? Phú Yên. Sai, là Bình Phước. Trong môn bóng rổ, một quả ném phạt được tính mấy điểm? Một điểm. Đúng. Tiếp. Rượu Umesu của Nhật Bản có thành phần chính là loại quả gì? Bỏ qua. Sân khấu nhỏ 5B Idicap Phú Nhuận ở thành phố Hồ Chí Minh chuyên biểu diễn loại hình nghệ thuật nào? Kịch. Đúng. Tiếp. Chu kỳ mang thai của voi bình thường là bao nhiêu tháng? 22 tháng. Đúng. Nam Anh. Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với số lớn nhất có một chuỗi số thì được 81. 9. Đúng. Là Thành. Câu học ăn, học nói, học gói, học đi là đúng hay sai? Sai. Đúng. Em. Bộ phim dài tập Phượng Khấu xoay quanh những biến cố trong cuộc đời vị thái hậu nào? Không biết. Người đi xe đạp có bị xử phạt khi vi phạm quy định về nồng độ cồn không? Có. Đúng. Thành. Hội chợ sách thương mại Frankfurt đã có từ cách đây hơn 5 thế kỷ là của nước nào? Đức. Đúng. Thành. Trong trò chơi domino, các quân domino có hình gì? Hình vua. Sai. Sai, hình chữ nhật. Hình chữ nhật. Bảo tàng tư nhân về ẩm thực xứ Quảng của nước ta nằm ở tỉnh nào? Quảng Nam. Đúng. Thành. Chữ viết nào có trước? Chữ tượng hình Ai Cập, chữ Hán, chữ alphabet Hy Lạp. Chữ tượng hình Ai Cập. Đúng. Nam Em. Giác quan phát triển nhất của loài chó là gì? Khứu giác. Đúng. Thành. Cặp vịt mẹ cha và 5 cặp vịt con đang bơi trên hồ, hỏi có tổng cộng bao nhiêu con vịt? 5. Sai, là 12 con. Làng Tương Bình Hiệp, tỉnh Bình Dương nổi tiếng với nghề. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ một trong hai người này thôi, mình đương đầu cũng đã mệt rồi, mà bây giờ hai chị em hợp sức lại đúng là khó có thể mà vượt qua. Vừa rồi chúng ta đã trải qua có thời gian là 1 phút 30 giây. Ai gọi tên em vậy Thành? Nam Em. Nam Em hả? Nam Em. Dạ. Em vui chứ? Dạ em vui, tại lúc mà anh kêu em khúc gần chót là em tưởng em về rồi. Mà hên mới sao thời gian còn, mà em trả lời nhanh, em chỉ nhanh liền. Xong anh vừa vô câu là anh vừa hết luôn. Nhưng mọi người thấy là ở đây là hai chị em Nam Anh và Nam Em chỉ cần ra là đúng một câu thôi là chuyển lượt liền, chứ không có cái tham vọng ghi nhiều điểm. Đúng mà rồi. Chỉ có cái khát vọng là lấy điểm của người thua về phía mình thôi. Cho nên là với 8.000 điểm của Thành là cái điểm số mà bây giờ là cao nhất ở đây nè, phải nhường qua cho Nam Em. Cảm ơn anh. Cảm ơn Thành đã đến với chương trình ngày hôm nay nha. Dạ. Anh sẽ gửi em một chiếc điện thoại thông minh là phần quà từ chương trình. Chào tạm biệt em. Thưa quý vị, trước mặt đại nghĩa bây giờ là hai chị em Nam Anh và Nam Em đã loại hết cả ba chàng trai kia để hai chị em còn trụ lại tới giờ phút này. Nhưng bây giờ sẽ là giây phút mà hai chị em sẽ đấu với nhau nha. Hồi nãy khi mình loại được một đối thủ nào đó, hai chị em ra là vỗ tay mừng rỡ. Nhưng mà bây giờ mình phải đối đầu với nhau. Nam em có lo không khi mà đối đầu với chị mình? Em không lo, tại em xác định trong đầu em trả lời câu là em chuyển thôi. Nếu mà vô tới em thì thôi em xui em về thôi. Chứ nhưng mà giờ... cái chiến thuật của em chắc chắn là Nam Anh cũng sẽ áp dụng, có phải vậy không? Dạ đúng ạ. Đúng một câu là chuyển liền. Dạ. Bây giờ có nghĩ là mình sẽ nhường em mình không em? Thôi anh đọc đi, em trả lời hết luôn rồi. Ao em nhường điểm cho Nam Em chiến thắng vòng này luôn. Chắc gì em ơi, thời gian nó dừng lại đâu, mình không có biết trước được nha. Cứ để coi coi số phận đưa đẩy ai là người chiến thắng. Em là người thấp điểm hơn so với Nam Em. Dạ. Cho nên em sẽ bấm nút chọn đồng hồ Nam Anh nha. Dạ. Bắt đầu. Đồng hồ số 3. Câu hỏi dành cho Nam Anh như sau. Tích của hai số âm là số âm hay số dương? Dương. Đúng. Tiếp. Logo của trang công cụ tìm kiếm Google có mấy màu cho 6 ký tự? 4 màu. Đúng. Tiếp. Đội bóng nào vô địch Champions League 2019?
À, bộ quà. Loại mặt nạ có tác dụng bảo vệ người đeo khỏi bị lây nhiễm dịch bệnh bụi bặm được gọi là gì? Khẩu trang y tế. Đúng. Nam em. Rùa sống ở nước ngọt hay nước mặn? Cả hai. Đúng. Đò chuyển. Anh. Panna cotta là món tráng miệng truyền thống của quốc gia nào? Ý. Hết giờ. Anh đã nói ngay từ đầu đúng không? Nên mệt ngay rồi. Cả khi chúng ta đã trả lời đúng mà thời gian dừng lại thì chúng ta cũng phải chia tay cuộc chơi. Đó là cái nghiệt ngã của cái chương trình này. Dạ. Ê, tính em chơi dơ nhất luôn. Không, em là người may mắn nhất thì đúng hơn nha. Rõ ràng rằng Nam Anh chị của em trả lời đúng được khá nhiều câu ha. Và thời gian lại không đứng về phía Nam Anh mà đứng về phía em nhiều hơn. Cho nên em may mắn là như vậy. Không, người ta nói đen tình đỏ bạc. Hôm nay tôi đỏ bạc thì... Ủa, đỏ tình thì bạn đỏ bạc. Giờ mình đỏ hay mình đen cũng quên. Đỏ tình. Dạ. Thì bữa nay mình đen bạc chút xíu. Dạ. Vừa rồi chúng ta trải qua gói thời gian 30 giây. Cho nên rất là nhanh. Và đồng hồ đã dừng lại ngay Nam Anh. 10.000 điểm của Nam Anh sẽ chuyển sang cho Nam Em. Như vậy là mình sẽ phải chia tay Nam Anh. Ai vẫn bắt tay ăn mừng em. Dạ. Làm cho chia quà mà không chia, có chia quà. Dạ. Như vậy là Nam Em sẽ là người đại diện cho nhóm 1 để bước vào vòng sau đấu với cái người chiến thắng của nhóm 2. Ở lại cuộc chơi vẫn chưa kết thúc nha em nha. Vẫn còn nhiều nha. Hãy bình tĩnh và bây giờ sẽ có thời gian dành cho em để em nghỉ ngơi thư giãn trước khi bước vào cái vòng đấu tiếp theo. Hãy nghỉ với Lao ít phút trước khi bắt đầu tiếp tục cùng với nhóm 2 thưa quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đã quay lại với đối mặt thời gian và bây giờ sẽ là các thí sinh của nhóm 2, cũng là năm bạn. Chào các em. Dạ. Chúng ta sẽ làm quen với nhau nha. Đầu tiên là bạn ở vị trí số 1 nè. Dạ, em chào anh Đình Nghĩa và các vị khán giả. Thì em tên là Trường An. Năm nay 28 tuổi và đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc gì? Dạ, nghề nghiệp của em là diễn viên. Làm diễn viên, mình dạ. Đóng phim hay mình diễn sân khấu hay đâu nào? Dạ em diễn TVC là chính ạ. À, ngoài công việc là một diễn viên để quay những cái clip quảng cáo ra, em có làm thêm công việc dạ, nào khác em không? Dạ em còn làm bên huấn luyện viên gym. À đó, bởi vì nhìn thấy cái tướng bè bay mà bận cáo cố tình hở một cái nút ra là mình cũng nghi ngay rồi. Em làm bên đó là một ngày em làm bao nhiêu tiếng? Dạ em làm một ngày 8 tiếng. Ngày 8 tiếng luôn? Dạ. Rồi thời gian rảnh là đi đóng phim, dạ. Quay quảng cáo nữa hả? Dạ. Rồi thời gian đâu đi chơi với bồ? Thôi, bồ giờ bồ bịch với anh, tập thang vui tính lượt rồi anh ơi. Tự nhiên nghe cái câu đó hơi bị khựng nhẹ cái là mình biết có cái gì giấu giếm giếm nè. Ơ kệ không sao, nhiều khi lên sóng truyền hình mình nói vậy á thì mình còn thả thính được chỗ này chỗ kia. Chứ lên đây mà công khai tôi có bồ rồi thì còn sao thả được nữa phải không? Dạ, anh nói đúng rồi đó. Đó, biết mà trời mấy công này dễ sợ lắm, trời mấy công này dễ sợ lắm. Cảm ơn em. Dạ. Tiếp theo đây cô gái số 2 giới thiệu về mình đi em. Xin chào tất cả mọi người, chào anh Đại Nghĩa. Em là Hoàng Ái My, ca sĩ Hoàng Ái My, ca sĩ tự do ạ. Ừ. Em hát dòng nhạc gì nè, nói cho mọi người biết luôn. Em chuyên về bolero. Bolero trữ tình mùi mẫn ướt át phải không? Dạ. Nhưng mà anh hỏi thiệt nè, khi mà mình đi là hát dòng nhạc bolero như vậy á thì là cái phạm vi để mình hoạt động nghề đó nó có ít hơn so với những bạn hát dòng nhạc trẻ không? Em thấy thế nào? Em thấy hiện tại thì em hát cũng tương đối nhiều show. Thì anh nghĩ rằng với cái dòng nhạc mà trữ tình thì vẫn sẽ có những đối tượng khán giả trung thành. Đó, thì anh cũng mong rằng với những bạn ca sĩ mà chuyên dòng nhạc này á cũng sẽ có nhiều cái cơ hội trong cái công việc của mình được nhiều khán giả gần xa yêu mến hơn em nhé. Dạ cảm ơn. Cảm ơn em. Đây tiếp theo cũng là một gương mặt ca sĩ quen thuộc của chúng ta. Chào em. Dạ em chào anh Đại Nghĩa, xin được chào tất cả khán giả. Em là em. Dạ em là Thái Chinh, hiện đang là ca sĩ. Đó thì nhiều khi anh em mình biết nhau rồi, khán giả cũng cần nghe một cái lời giới thiệu từ em. Đó, Thái Trinh là ca sĩ. Nếu mà khán giả yêu thích Thái Trinh thì biết rằng từ cái ngày đầu Thái Trinh xuất hiện á trong cái làng showbiz Việt tới tận bây giờ là một cái cuộc hành trình lột xác ngoạn mục. Bây giờ xin nâng trước rất rất là nhiều luôn đó quý vị.
Cho anh hỏi nè, thời gian vừa qua cái hoạt động âm nhạc của em như thế nào? Nó có bị ảnh hưởng bởi mùa dịch nhiều hay không? Thật ra đối với em, mùa dịch thì em cũng có những cái hướng phát triển khác. Xô chậu thì đương nhiên nó cũng sẽ có cùng một cái tình trạng giống như là những nghệ sĩ khác. Đó là vì mình cũng tránh tập trung nơi đông người nên là nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ở nhà live stream nhiều hơn. Ở nhà live stream nhiều hơn phải không? Live stream cover hát hò vui dạ. Nhưng mà bây giờ cũng đã quay trở lại dần dần rồi chứ Trinh? Dạ đúng rồi, đang khởi động rồi, ví dụ như đi game show nè anh. Sắp tới em có cái dự án nào không? Dạ sắp tới em cũng có một số dự án album của em sáng tác và một album cover nữa. Dạ, cover nhạc cũ cũ. Tại vì thật ra anh thấy Trinh là một người hình như là có vẻ hơi làm biến ra sản phẩm thì phải. Thật ra thì sắp tới em cũng em có nói cái album mà em sáng tác đó. Dạ, nên em cũng chưa dám nói trước là khi nào em ra. Nhưng mà cũng nhá nhá như vậy để mình có thêm cái trách nhiệm. Đúng rồi, có cái động lực để mình làm đúng không? Là bởi vì anh thấy rằng với những bạn ca sĩ trẻ đấy, họ rất là năng nổ trong cái việc là tung sản phẩm mới liên tục. Còn Trinh thì cứ từng bước lặng lẽ âm thầm, rồi cứ làm những sản phẩm, rồi khi nào mà cảm thấy hoàn thành, mà chỉnh chu, mà cổ ưng bụng, cổ mới tung ra. Chứ còn không thì cứ giấu đâu đó mất tiêu luôn hà. Khán giả yêu thích em đang rất mong chờ những sản phẩm của em nha. Dạ. Cảm ơn em. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ với bạn số 4. Dạ, xin chào anh Đại Nghĩa, chào bốn bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Thục Nữ, năm nay em 24 tuổi và nghề nghiệp chính hiện tại của em là bác sĩ ạ. À, em làm bác sĩ. Dạ. Khoa nào em? Người lớn hay trẻ em? Hay chuyên cho phụ nữ hay đàn ông? Dạ, thật ra thì em vừa mới tốt nghiệp cách đây vài tháng thôi ạ. Và hiện tại thì em vẫn đang là một bác sĩ đa khoa. Đa khoa? Dạ. Là khoa nào vô khám cũng được hết hả? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà rồi sau đó em có định là mình sẽ chuyên khoa nào không? Dạ, bọn em thì sau khoảng 1 đến 2 năm thì bọn em sẽ xác định cái con đường chuyên khoa cho mình. À, em học là hết khoảng 7 năm bác sĩ đúng không em? Dạ, 6 năm ạ. 6 năm, và bây giờ mình phải ra mình thực tập khoảng mấy năm nữa thì mình mới đi vào chuyên khoa? Dạ, bây giờ thì bọn em ra đi làm được rồi. Và sau 2 năm thì bọn em đi học chuyên khoa. À, tức là khoảng thêm 2 năm nữa, coi như là 8 năm. Dạ. Thì mình đi học chuyên khoa. Dạ. Học chuyên khoa bao nhiêu năm nữa? Dạ, 2 năm nữa. 2 năm nữa là 10 năm. Dạ. Rồi 10 năm ra rồi mình đi làm được luôn chưa? Dạ, được rồi. Hay còn học gì nữa? Dạ, có thể học lên thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư. Em có ý định học lên thạc sĩ nữa không? Dạ, có chứ. Lên thạc sĩ là mấy năm nữa? 2 năm nữa. 2 năm nữa và một con giáp nha quý vị. Dạ. Dạ, vừa tròn một con giáp cho cái việc học. Để mới thấy rằng là một người bác sĩ mà ra trường và làm nghề chữa được cho bao nhiêu người, nó là cả một cái quá trình rất dài của cái sự học tập và rèn luyện để sau này họ có thể họ cống hiến được cái trí tuệ của mình. Cảm ơn em, cảm ơn những người bác sĩ như em rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn anh. Tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với bạn số 5. Vâng. Em tên là Tấn Phương. Em hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại em là ca sĩ tự do. Còn làm gì khác nữa không? Thời gian rảnh này em tới em chơi game show nè. Vậy là được rồi, mình sắp xếp thời gian hợp lý ha. Dạ. Làm công việc chính của mình rồi đến tham gia game show để mình thư giãn sau những cái giây phút mình làm việc căng thẳng. Thì những chương trình như thế này nó sẽ giúp chúng ta giải trí. Đó là công thức thôi em. Chứ còn thật ra với chương trình này có giải trí hay không cũng còn tùy. Bởi vì nó căng thẳng, nó áp lực như chúng ta cũng đã biết. Nhưng mà nếu chúng ta vượt qua nó thì chúng ta sẽ thấy những cái giây phút này nó rất là tuyệt vời, thú vị ha. Đây là 5 người chơi của nhóm 2 thưa quý vị. Trước mặt của anh đang có 6 cái đồng hồ. Có cái 30 giây, 45 giây, 1 phút, 1 phút 30 giây, 1 phút 45 giây và 2 phút. Các bạn sẽ nhấn để chọn bất kỳ một cái đồng hồ nào ở đây. Và chúng ta không biết cái đồng hồ nó bao nhiêu giây, mà cũng chả cần biết. Bởi vì biết mình bị phân tâm ghê lắm. Mình chỉ cần tập trung vào câu hỏi của anh để mà đưa ra đáp án đúng. Khán giả truyền hình thì sẽ biết đồng hồ nó là bao nhiêu giây nha. Nếu như các bạn trả lời đúng, muốn trả lời tiếp để ghi điểm thì hãy nói tiếp đến đọc câu hỏi sau cho các bạn. Còn nếu như các bạn muốn chuyển lượt cho người khác thì hãy gọi tên một trong bốn những người còn lại. Đồng hồ thời gian dừng lại ở vị trí nào mà người chơi cho dù có trả lời đúng đi chăng nữa nhưng chưa kịp gọi tên người khác thì chúng ta vẫn sẽ phải chia tay nhau. Sẽ có một cái tín hiệu để cho các bạn nhận biết 30 giây vừa mới trôi qua thế này. Đó, nghe tèn là biết 30 giây, tèn cái nữa là biết đã 1 phút rồi. Liệu cơm gấp mắm hoặc là trả lời tiếp hoặc là nên chuyển lượt cho an toàn cho mình nha. Nhóm mình ai là người bấm nút chọn đồng hồ đầu tiên? My kìa. My hả? Chúc mừng em. Thiệt, ai là người bấm nút chọn đồng hồ đầu tiên là may mắn. Mình có nhiều thời gian hơn những bạn còn lại. Phải không? Đúng rồi. Vấn đề là em trả lời có đúng hay không? Em nghe lời anh mấy lần game thắng đó nha. Đó, thì giờ nghe lời anh đó đi. Chuẩn bị, bấm nút. Đồng hồ số 1. Đồng hồ số 1 bao nhiêu giây? Anh cũng không biết. Không ai ở đây biết cả, chỉ có khán giả biết thôi. Anh chỉ biết đọc câu hỏi cho em nghe. Dạ. Mời em nghe nha. Bưởi da xanh có nguồn gốc từ tỉnh thành nào nước ta? Bến Tre. Đúng. Tiếp. Tên quốc gia nào ở Nam Mỹ có nghĩa là bạc? Quang.
tượng Chúa Kitô vua ở thành phố Vũng Tàu được đặt trên đỉnh núi nào? Núi Nhỏ. Đúng. An. Ốc cửu khổng là tên gọi khác của bào ngư hay ốc vòi voi? Bỏ qua. Món ăn nhẹ ở một số nước Đông Nam Á, người Thái gọi là lóc chon, Malaysia gọi là sendo, người Việt gọi là chè gì? Phương. Em phải trả lời trước đã. Trả lời trước. Bỏ qua. Số tiếp theo trong dãy số nguyên tố sau là số nào? 2, 3, 5, 7. 11. Đúng. Tiếp. Chim là động vật có lông vũ hay lông mao? Bỏ qua. Quận nào ở Hà Nội có hồ Tây? Quận Tây Hồ. Đúng. Tiếp. Phương. Sân quần vợt trong Tử Cấm Thành Huế được xây dựng cho vị vua nào? Bảo Đại. Đúng. Nữ. Theo chuẩn đo lường quốc tế, một mai trên bộ bằng khoảng bao nhiêu km? 20. Sai, 1,6 km. Tòa lạc ở chân núi Sam, Châu Đốc có ngôi miếu gì thuộc tín ngưỡng thờ mẫu nước ta? Miếu Bà Chúa Xứ. Đúng. Trinh. Kali Penmanganat còn gọi là thuốc tím hay thuốc đỏ? Thuốc tím. Đúng. Tiếp. Một số khi nhân với 7 được kết quả là 35, lấy số đó nhân với 6 được kết quả là bao nhiêu? 30. Đúng. Tiếp. Tên gọi của câu lạc bộ bóng đá Juventus Ý trong tiếng Latin có nghĩa là gì? Tuổi trẻ. Đúng. Tiếp. Ai là người được tặng huân chương sao vàng đầu tiên ở nước ta? Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đúng. Tiếp. Mỗi khi hè về là nó xuất hiện tiếng kêu sầu não, buồn ơi là buồn là con gì? Bé sâu. Đúng. Tiếp. Phim Trốn Thoát Get Out của đạo diễn Jordan Peele đề cập đến chủ đề gì? Get Out à? Hết giờ. Trinh ơi, em trả lời đúng rất nhiều nhưng tại sao em không chuyển lượt? Em quên. Em ơi, mình đâu có biết thời gian là bao nhiêu đâu, đúng không? Mình đã có canh được phải chia, nó có cái đồng hồ ở đây, mình nhìn cái số giây nó nhảy thì mình còn canh. Còn ở đây mình hoàn toàn không biết cái đồng hồ thời gian là bao nhiêu. Anh thấy em giữ liên tiếp 4-5 câu trả lời là anh rất là lo cho em. Và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Đồng hồ đã dừng lại ngay Thái Trinh. Thời gian chúng ta vừa trải qua là 1 phút 45 giây. 45. Có điều gì chia sẻ với mọi người trước khi chia tay nhau không nào em? Dạ không, em còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiều khách mời như thế vào đây và không hiểu chuyện gì. Ủa, tôi phải đi rồi sao? Đây là đâu và tôi là ai? 7.500 điểm của Thái Trinh sẽ được chuyển sang cho Thục Nữ. Và Thái Trinh, anh sẽ gửi cho em một phần quà của chương trình. Đó là một chiếc điện thoại thông minh. Chào tạm biệt em. Chào đón quý vị đã đến với lượt chơi thứ hai của nhóm 2. Như các bạn đã thấy, ở lượt 1 chúng ta cũng còn một vài lúng túng ha. Nhưng mà mong rằng ở cái lượt này thì các bạn sẽ chủ động hơn trong cái việc trả lời hay cái việc chuyển lượt để bảo vệ cho mình một cái sự an toàn cần thiết nhất. Ở đây chúng ta có bạn An đang 1.500 điểm, My 1.500 điểm, Nữ là 8.000 điểm và thấp nhất bây giờ là Phương 500 điểm. Cho nên em sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ. Mời em. Đồng hồ số 5. Câu hỏi dành cho Phương bắt đầu. Giò me Nghệ An có nguyên liệu chính từ thịt gì? Dê. Sai, thịt B. B. Nước oxy già có công thức hóa học là gì? Oxy già. Bỏ qua. Logo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc có hình người mẹ và ai? Và em bé. Đúng. Tiếp. Trong Microsoft PowerPoint, phím tắt nào dùng để trình chiếu toàn bộ slide từ slide đầu tiên? F5. Đúng. Nữ. Nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp là tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc gì? Gòi thích. Đúng. Mi. Một lũy thừa 98 bằng bao nhiêu? Bỏ qua. Từ quốc khánh năm nào người lao động Việt Nam chính thức được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 2 ngày? 2011. Sai, 2021. Các đại dương chiếm 1/2 diện tích bề mặt trái đất, đúng hay sai? Sai. Đúng. Tiếp. Theo luật cờ vua FIDE 2018, đấu thủ cầm quân cờ màu gì được đi trước? Bỏ qua. Tam Thai là tên gọi khác của ngọn núi nào ở Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng? Bỏ qua. Bộ lịch cổ được người Babylon phát triển cách nay 4.000 năm là dương lịch, âm lịch hay âm dương lịch? Dương lịch. Sai, là âm dương lịch. Sư tử, hổ, báo, gấu, con nào không thuộc họ mèo? Gấu. Đúng. An. Người nước nào đã phát minh ra chảo chống dính đầu tiên vào năm 1985? Bỏ qua. Số tự nhiên có căn bậc 2. Hết giờ. Cái chảo chống dính là một cái vật dụng nó rất quen thuộc trong mỗi gia đình chúng ta hiện nay, đúng không? Dạ. Thì năm 1985, cái nước mà đã phát minh ra cái chảo chống dính đầu tiên là nước Pháp. Wow. À, thì mình biết thêm một cái thông tin nó rất là thú vị, đúng không?
1 phút 30 giây. Đó là cái khoảng thời gian vừa rồi của chúng ta. Và em sẽ đưa chuyển 1.500 điểm sang cho Ái My. Cảm ơn anh. Sao này cảm ơn thầy Ghim. Thầy Ghim của em đó. Thiệt không? Thiệt nhưng em hại thầy em. Tức là đi tập gym bằng này đó hả? Em dạy chưa đó. Em thì duyên dáng bolero ảnh tới vậy. Em bớt dạy lại. Bớt dạy nha. Hoặc là bớt có tâm với học trò của mình lại. Bây giờ bị phản nữa không? Phản đó, nữa. Bây giờ phản vô rồi. Chơi game show mà trò loại thầy trước tiên luôn đó. Buồn quá như này. Bữa sau dạy á, ừ thì cũng dạy. Nhưng mà dạy làm sao thay gì nó gọn lại thì dạy cho nó nở ra. Lẽ ra cái dòng 2 nó mới càng tập càng gọn lại. Đúng nhưng rồi. Mà tập càng nhiều thì cái dòng 2 nó càng nở ra to. Gì kỳ vậy? Nhá. Cả cái buổi anh sẽ ghi nhớ cũng... ghi nhớ muốn. Rồi cảm ơn An đến với chương trình. Anh sẽ gửi em một cái phần quà, đây là một cái điện thoại thông minh. Chào tạm biệt em. Thưa quý vị, chỉ còn lại 3 người chơi nhóm 2 này. Ái My đang có 4.500 điểm, Thục Nữ cao nhất 8.500 điểm. Còn Phương, người đàn ông còn sót lại duy nhất của nhóm và cũng là người đang thấp điểm nhất nha em, 2.000 điểm. Cố gắng lên nha. Em sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ tiếp theo. Mời. Đồng hồ số 3. Câu hỏi dành cho Phương bắt đầu. Báo đốm có biết bơi hay không? Có. Đúng. Tiếp. Lá cờ tượng trưng cho một nước gọi là gì? Quốc kỳ. Đúng. Tiếp. Từ ngày 16 tháng 9 năm 2020, đường Đinh Tiên Hoàng đoạn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành đường gì? Bỏ qua. Chữ L trong từ đèn LED là viết tắt tiếng Anh của từ gì? Loài. Đúng. Mi. Tại pit stop, trạm dừng kỹ thuật xe đua công thức 1 dùng để thay lốp trong khoảng bao nhiêu giây? Bỏ qua. Emirates Airlines là hãng hàng không của quốc gia nào? Bỏ qua. Cấu tạo của một quả trứng về cơ bản được chia làm mấy bộ phận? Hai bộ phận. Sai, là 4. Đồi Thiên An là địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố nào? Huế. Đúng. Nữ. Hết giờ. Không kịp. Trời ơi My ơi, em đã nói đúng Huế rồi, tại sao không gọi tên liền? Chậm quá. Rất đủng đỉnh. Rất rất sang chảnh. Huế. Chậm quá. Ừ vậy đó. Huế. Nữ. Là hết giờ rồi. Sao em Huế. Chậm vậy anh? Phải chuyên bé không trả lời được không tức quý vị. Trả lời được rồi mà phong thái rất là sang chảnh. Nữ, là trong khi là đồng hồ nó đen trước đó rồi đó. Em không có, em không chịu đứng đi về. Em đứng im đó. Em ơi, em trách ai bây giờ? Trách, trách ai bây giờ, tình. Trách mình thôi. Trách ai bây giờ, trách mình thôi. Do mình chậm. Định mệnh. Định mệnh. Bình thường là em nói may mắn đúng không? Nhưng mà bữa nay làm như may mắn không mỉm cười với em. Em nghĩ chắc còn giây. Gói đồng hồ vừa rồi chỉ 45 giây thôi nha. 5.000 điểm của em sẽ được chuyển sang cho Phương. Yeah. Xin lỗi em. Em không chấp nhận được, em đứng im đó. Thôi được rồi, anh sẽ tặng cho em một phần quà để em tạm chấp nhận cái nỗi đau này nha. Anh Nghĩa ơi, ai khóc nỗi đau này? Ai khóc nỗi đau này, em khóc đi chai khóc bây giờ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta sẽ phải chia tay với Ái My tại đây. Hãy nghĩ là ít phút trước khi tiếp tục với chương trình. Thưa quý vị, đây sẽ là lượt chơi cuối cùng của nhóm 2 để tìm ra người chiến thắng. Còn lại Thục Nữ với 8.500 điểm và Phương bây giờ đã vượt lên với 10.000 điểm. Hai bên coi như là điểm số cũng sàng sàng ngang nhau nha. Vậy thì bây giờ anh mời Nữ trước nè. Dạ. Nữ sẽ bấm nút để chọn đồng hồ thời gian. Bắt đầu. Đồng hồ số 4. Câu hỏi dành cho Thục Nữ. Bắt đầu. Nước Úc có tuyết rơi không? Có. Đúng. Tiếp. Trong phép chia cho 9, số dư lớn nhất có thể là bao nhiêu? 1. Sai là 8. Chủm chòe là tên một loại nhạc cụ thuộc bộ gì? Bộ gõ. Đúng. Tiếp. Tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019, đội tuyển Mỹ thắng đội tuyển nước nào với tỷ số 13-0? Pháp. Sai, Thái Lan. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, đâu là tên của một loài hoa? 10 giờ. Đúng. Phương. Để tả những món ăn đắt tiền quý hiếm có câu nem chấm 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 chả phượng. Nem công chả phượng. Yes. Đúng đó em. Đáp án chính xác. Nữ. Em gọi tên ai? Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Vẫn chưa nhận ra điều gì đúng không? Dạ em tưởng còn giờ. Khi mà em nói nem công chả phượng là lúc đó thời gian cũng vừa dừng lại một cái in. Chỉ có 30 giây cho gói thời gian vừa rồi của chúng ta. Hay canh đúng giờ. Thật sự em thấy em rất là may mắn luôn đó. Tuyệt quá. Giống như trường hợp của My nãy,
phải chi một giây sớm hơn em đã ném công cho Phượng nữ thì biết đâu mọi chuyện đã khác, nhưng người tính không bằng trời tính, đúng không? Dạ. Hôm nay cô ấy quá may mắn. Trời ơi, sao cũng xin chúc mừng em. Dạ, cảm ơn anh. Và 10.000 điểm của Phương sẽ chuyển sang cho bạn Thục Nữ. Và Phương ơi, anh cũng sẽ gửi em một phần quà nhé. Là dạ, một chiếc điện thoại thông minh từ chương trình. Cảm ơn em đã đến với Đối Mặt Thời Gian ngày hôm nay. Vâng. Và thưa quý vị, cô ấy, cô Thục Nữ này sẽ là cái người dịu dàng, nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng tràn đầy sự may mắn để đến với cái vòng sau đối mặt cùng với người chiến thắng của cái nhóm 1. Biết lại không Thục Nữ? Dạ, chị Nam Anh. Nam Em. À, Nam Em ạ. Nam Em nha. Dạ. Đó cũng là một đối thủ đáng gờm của mình đó. Dạ. Hãy nghĩ là ít phút trước khi bắt đầu với vòng thi tiếp theo nha. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng đối mặt. Ở này chúng ta thấy có hai cô gái đang chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nhau. Có một điểm chung giữa hai em mà anh nhận thấy rất là rõ trong chương trình hôm nay á, là cả hai bạn đều cực kỳ may mắn. Nam Em là người may mắn nhất của nhóm 1, còn Thục Nữ là người may mắn nhất của nhóm 2. Rồi bây giờ hai cái con người may mắn này gặp nhau rồi sao đây? Thì cái đó gọi là định mệnh rồi chứ sao anh? Định mệnh hả? Thục Nữ, em có tự dạ, tin không? Em rất là tự tin nhưng mà em nghĩ 90% là may mắn á. Đúng. Ghê vậy. Để coi con may mắn có tiếp tục mỉm cười với mình giống như từ đầu chương trình đến giờ hay không nha. Nam Em đang có 23.500 điểm cao hơn, cho nên Thục Nữ thì em sẽ phải là người trả lời trước. Dạ. Ở đây mỗi người sẽ có một cái đồng hồ riêng của mình là 60 giây. Nếu như các bạn trả lời đúng thì anh sẽ tự động gọi tên người còn lại, các bạn không cần phải gọi tên ai cả. Nếu các bạn trả lời sai, anh sẽ tiếp tục đọc câu hỏi cho đến khi các bạn trả lời đúng mới thôi. Và đồng hồ 60 giây của ai hết trước thì xem như người đó thua cuộc. Các bạn nắm rõ luật chơi rồi chứ? Dạ rõ. Mình bắt đầu nhé. Dạ. Câu hỏi dành cho Thục Nữ. Bắt đầu. Cặp nhiễm sắc thể thứ 23 của người là cặp nhiễm sắc thể gì? Giới tính. Đúng. Nam Em, rắn hổ mang chúa còn có tên gọi khác là gì? Hổ mang. Đúng. Nữ, tổng 100 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 là số chẵn hay số lẻ? Chẵn. Đúng. Nam Em, đội bóng đầu tiên đoạt chức vô địch bóng đá nữ thế giới là đội bóng nào? Mỹ. Đúng. Nữ, chùa một cột trang trí nóc mái là hai con gì trâu mặt trăng? Con rồng. Đúng. Nam Em, để được màu da cam phải trộn hai màu nào với nhau? Đỏ vàng. Đúng. Nữ, thương hiệu cá nước Cà Mau gắn với loại thực phẩm đặc biệt nào? Bồn bồn. Đúng. Nam Em, góc lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt gọi là góc gì? Tu. Đúng. Nữ, nhà hát lớn Hà Nội được xây theo mẫu của nhà hát nào? Opera Paris. Đúng. Nam Em, trên quốc kỳ Cộng hòa Sip có hình bản đồ của nước này được tô màu gì? Vàng. Đúng. Nữ, khi ướp lạnh thực phẩm ta nên để phía trên hay phía dưới đá lạnh? Phía dưới. Đúng. Nam Em, Phú An là khu bảo tồn tre đầu tiên và lớn nhất Việt Nam nằm ở tỉnh nào? Bình Dương. Đúng. Nữ, trong sự tích trầu cau người em hóa thành cái gì? Đá vôi. Đúng. Nam Em, Tết té nước Bum Bi Mai là lễ hội của quốc gia Đông Nam Á nào? Lào. Đúng. Nữ, Thạch Động thắng cảnh nổi tiếng ở miền Nam nước ta thuộc tỉnh nào? Kiên Giang. Đúng. Nam Em, ở thực vật bộ phận nào chuyên thực hiện quá trình quang hợp? Lá. Đúng. Nữ, mạng toàn cầu World Wide Web do người nước nào phát minh? Anh. Đúng. Nam Em, mẹ sinh con khi mẹ 25 tuổi, hỏi khi con lên 9 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi? 34. Đúng. Nữ, tiếng Nepal gọi là Sagarmatha chính là đỉnh núi cao nhất thế giới, có tên phổ biến là gì? Everest. Đúng. Nam Em, đèo Phượng Hoàng nối hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk nằm trên quốc lộ nào? 26. Đúng. Nữ, rừng thông Bản Án là địa điểm du lịch nằm ở cao nguyên nào của nước ta? Cao nguyên Mộc Châu. Đúng. Nam Em, Việt Nam là thành viên thứ bao nhiêu của WTO? 150. Đúng. Nữ, quả dọc, quả xuôi, quả ngang. Mệt thật quý vị. Thật sự mệt. Và căng thẳng với cái cuộc đối mặt này của hai cô gái. Trời ơi, em đau tim luôn á. Người đau tim không phải là hai em, mà đây nè. Nếu như bây giờ anh chỉ cần anh đọc sai hoặc là anh đọc bị lẹo lưỡi hay anh đọc bị vấp chữ một cái thôi, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái thời gian rất là xích sao của các bạn. Ở đây chúng ta thấy hai cô gái của chúng ta quá tuyệt vời. Thục Nữ, em không có câu nào sai, liên tiếp không bỏ qua câu nào, không sai câu nào hết. Dạ. Đúng hết, chỉ là thời gian không đúng lắm với mình thôi. Em rơi vào 10% may mắn còn lại. Còn với Nam Em, em cũng trả lời đúng tất cả các câu hỏi của anh đưa ra, và thời gian của em còn lại nó cũng chỉ suýt sao thôi, chứ không còn dư nhiều. Còn lại 8 giây. 21.500 điểm của Thục Nữ sẽ được chuyển sang cho Nam Em. Thank em cảm you. Giác như thế nào hả Nữ? Em thấy rất là vui ạ.
bởi vì hôm nay em được đến với chương trình và em được gặp chị Nam Em. Đây là lần đầu tiên em gặp chị và em thấy chị rất là xinh. Chị rất là xinh. Thank you. Mặc dù thì em không thắng nhưng mà em nghĩ là không sao cả, bởi vì mình đến đây để vui là chính và được giao lưu với được gặp anh Đại Nghĩa, được gặp các bạn. Và em có quyền hãnh diện, có quyền tự hào khi chương trình này phát sóng bởi những gì em đã thể hiện trong chương trình suốt từ đầu đến giờ. Dạ. Em cảm ơn em rất là nhiều ha. Và thưa quý vị, Nam Em là người chiến thắng cuối cùng để bước vào vòng đặc biệt của chương trình hôm nay. Vẫn còn một cái trở ngại trước mắt mà em cần phải vượt qua. Đó là những câu hỏi ở vòng đặc biệt chắc chắn nó sẽ còn khó hơn cả những câu hỏi ở những cái vòng vừa rồi. Cố gắng lên Nam Em nha. Còn bây giờ thì các hãy nghỉ ngơi thư giãn chút xíu đi. Nghỉ ngơi vài phút trước khi chúng ta quay lại với chương trình. Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng đặc biệt của chương trình Đối Mặt Thời Gian. Và bây giờ thì chỉ còn có một mình Nam Em đang ở đây cùng với Đại Nghĩa thôi. Và nếu như em muốn mang về cho mình 100% số điểm thưởng của em, nó sẽ được quy đổi qua tiền mặt, thì em phải trả lời đúng được 5 câu hỏi trong khoảng thời gian là 30 giây. Nếu như em sử dụng hết 40 giây để trả lời đúng 5 câu hỏi, thì lúc đó số điểm thưởng đó chỉ còn là 50% thôi. Còn nếu như em sử dụng 50 giây để trả lời 5 câu hỏi, thì số điểm thưởng còn lại là 25%. Và nếu sử dụng hết cả 60 giây của chương trình, thì em chỉ còn lại 12,5%. Còn nếu như sau khi mà kết thúc 60 giây rồi, em mới trả lời đúng được có 3 câu hoặc là 4 câu, thì lúc đó số tiền thưởng em nhận về sẽ là 5 triệu đồng cùng với một chiếc điện thoại thông minh. Rõ chưa? Dạ. Đang muốn làm MV phải không? Dạ. MV đầu tư khoảng nhiêu tiền nè? Dạ, mấy trăm triệu. Mấy trăm đúng không? Thì dạ, bây giờ nếu như mà mình có được cái khoản tiền này, nó cũng góp một phần đáng kể trong cái MV đó của mình nha. Và em nghĩ là đây cũng là một số tiền mà fan của em cũng sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Vì cái hành trình đi đến cái MV của em nó có cái gì đó nó rất là tích cực. Và có cái sự lao động ở trong đó. Đúng rồi, nó ý nghĩa em ha. Dạ. Anh mong em sẽ thực hiện được cái ước mơ đó của mình. Dạ. Một cái sản phẩm sẽ được ra mắt trong thời gian gần nhất cho khán dạ giả, đặc biệt là cho những ai yêu mến em. Dạ. Và bây giờ mời em đến với những câu hỏi từ chương trình. Bắt đầu. Chỉ số vượt khó viết tắt theo tiếng Anh là gì? Bỏ qua. Ai là nghệ sĩ Việt đầu tiên có banner trên Apple Music? Superboy. Đúng. Thẻ căn cước công dân của nước ta hiện nay có bao nhiêu số? 12. Đúng. Ở thành phố Hồ Chí Minh, làng nghề Phú Bình nổi tiếng với sản phẩm nào? Lồng đèn. Đúng. Bộ phim truyện điện ảnh nào đoạt giải Cánh Diều Vàng 2020? Bỏ qua. Karate, Aikido, Judo, môn võ nào không có xuất xứ từ Nhật Bản? Bỏ qua. Mặt nạ dưỡng khí trên máy bay thường được đặt phía trên hay phía dưới ghế ngồi? Phía trên. Đúng. Những trang web có đuôi .gov là trang web dành cho các tổ chức nào? Bỏ qua. Hỏa xa là tên gọi cũ của loại phương tiện nào? Bỏ qua. Giới hạn độ tuổi của cầu thủ khi tham dự World Cup là bao nhiêu? Không giới hạn. Chính xác, dừng thời gian. Vừa thời gian luôn hả anh? Đúng rồi, là em trả lời được 5 câu. Nhưng mà em thấy quá trời câu em bỏ qua, em sợ là đúng thời rồi gian. Có nghĩa là vẫn còn trong cái khoảng 60 giây của chương trình. Dạ. Chỉ là không biết nó nằm ở cái khung nào thôi. Và em đã trả lời đúng được 5 câu của chương trình trong khoảng thời gian là... Em hồi hộp quá. Không biết có đủ tiền để làm vì không đây. Không, em chỉ sợ là pha đêm không vui thôi, chứ tiền thì em nhưng sẽ cố gắng cài. Nhưng mà chắc chắn là em sẽ có một cái khoản tiền thưởng, là bởi vì nó không vượt qua 60 giây. Dạ. Chắc chắn là fan em sẽ vui. Chỉ là vui nhiều hay là vui vừa vừa. Dạ. Số thời gian mà Nam Em đã sử dụng để trả lời đúng được 5 câu hỏi là 4. Lên hàng 4 lần em ơi. Hàng 4 hả? Thôi không sao, vậy là vui rồi. 47 giây. Thôi vậy em cũng vui rồi. Như vậy có nghĩa là em còn lại 25% số điểm thưởng của mình. Em còn nhớ số điểm thưởng của mình khi nãy là bao nhiêu không? Em không nhớ. 45.000 điểm. Vậy luôn hả? Vậy là em còn được 11.250.000 đồng. Đó là số tiền thưởng mà chương trình sẽ gửi đến cho em nhé. Dạ, em cảm ơn. Vậy em cũng vui rồi, hơn hàng chục là được rồi. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có hai người bạn có mặt ở vòng
đối mặt là bởi vì các em là những người chiến thắng của từng nhóm, cho nên các em sẽ xứng đáng nhận được những chiếc điện thoại thông minh là phần quà của chương trình. Trước tiên là nữ, cảm ơn em nha. Dạ. Hôm nay em rất xuất sắc. Dạ. Vừa xuất sắc mà còn vừa may mắn nữa đó là nam em. Cũng là một chiếc điện thoại thông minh là phần quà dành tặng cho em. Bên cạnh đó sẽ góp một ít vào cái MV sắp tới của em là dạ, 11.250.000 đồng là cảm số tiền thưởng của chương trình. Dạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến tham gia đối mặt thời gian ngày hôm nay. Và đến đây chương trình của chúng tôi cũng xin được phép kết thúc. Chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 21:35 thứ sáu trên kênh HTV7. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Goody đẳng cấp từ chuyên gia, đến từ công ty cổ phần BBK đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình đối mặt thời gian. Câu hỏi bắt đầu. Ve sầu cái kêu bằng bộ phận nào? Nó không có kêu. Đúng. Có. Đúng. À, đẹp. Sáng lá gan. Không có bà tiên. Đúng. Tiếp. Nam bán cầu có chiều xoắn thuận hay ngược chiều á? Giống như đang cái đà mình đọc câu hỏi nó cũng. Đón xem tập tiếp theo của đối mặt thời gian mùa 2 trên kênh HTV7.